Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú, là giám đốc công ty xây dựng Laco. Thì mình vừa mới tới một cái đại lý cấp 1 bán sắt. Thì ở đây mình sẽ có hai cái loại sắt. Thứ nhất là loại sắt Povina, thứ hai là loại sắt Việt Nhật Vina Kingway. Thì mình sẽ đi kiểm tra hai cái loại sắt này. Cái loại sắt 6 này các bạn. Đây là cái loại sắt 6 này. Sắt 6. Thì cái loại sắt 6 á thì cái loại sắt 6 Việt Nhật á thì nó sẽ có cái hình bông mai này các bạn ấy kiểm tra đây này. Các bạn ấy nhìn kỹ nó sẽ có cái loại cái hình bông mai này các bạn nhìn thấy không? Đó, cái hình bông mai. Đây gọi là cái thép Việt Nhật Vina Kingway. Đây là Vina 6. Rồi. Đây này các bạn hãy nhìn ở đây là cái thép Việt Nhật nó còn có thêm cái chữ Vina Kingway, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Nó có rất là nhiều chữ Vina Kingway. Vina Kingway. Vina Kingway, Vina Kingway. Vina Kingway. Thì đây cứ gọi là cái loại thép Việt Nhật đúng. Thì cái khi mà cái loại đúng là thép Việt Nhật thì nó rất là đẹp, các bạn nhìn thấy không? Nó cái sắt của nó rất là tròn và nó rất là xanh. Bởi vì cái xanh đó là bên ngoài nó có phủ một cái lớp mà lớp là chống reset á. Như các bạn nhìn thấy nó rất là bóng, rất là đẹp. Thì nó khác với loại sắt Việt Nam. Thì sắt Việt Nam thì thường cái này á, người ta hay phủ một lớp nhớt để nó chống sét. Thì khi mà các bạn sờ vô á, cái tay của bạn rất là đen, còn đây á thì sờ vô cái tay cái đen này không phải là đen của nhớt mà đen của cái lớp phủ cái lớp chống rỉ của nó đó. Thì tiếp tục cái loại thứ hai thôi là loại sắt 8. Các bạn nhìn sắt 8 thì sẽ to hơn sắt 6. Thì sắt 8 nó cũng đều có hình bông mai và các chữ Vina Kingway, các bạn nhìn thấy không? Đây này, Vina Kingway này. Đây, chính xác về nhà Vina Kingway. Ok không? Nó cũng đẹp. Thì bây giờ mình hãy kiểm tra cái thép gân. Vừa nãy mình nói thép tròn rồi, thép tròn là hay cuộn lắm. Đây là thép gân. Và mình coi đây là thép gì nha. Đây là phi 10. Phi 10 thì các bạn trên cái cây sắt của nó, trên cái cây sắt của nó sẽ ghi là phi 10 này. Nó sẽ có số 10, các bạn nhìn thấy. Lấy đây cho các bạn nhìn dễ thấy. Đó. Phi 10. Nó ghi cái tiêu chuẩn của nó. Phi 10 thì nó cũng có hình bông mai nhé các bạn. Phi 10 nó cũng có hình bông mai nha. Rồi tiếp tục. Thì cái này là phi bao nhiêu đây? Cái này là phi 16 thì nó có ghi phi 16. CB4 này. D16. Nó cũng có hình bông mai. Hình bông mai đó là chính là cái hình của sắt Việt Nhật đấy các bạn. Đó thì mình sẽ kiểm tra một vài cái nữa. Đây các bạn hãy coi thêm một cái loại thép nữa, là đây là thép Hòa Phát này. Hòa Phát thì nó có gì cái chữ Hòa Phát luôn các bạn. Cái chữ Hòa Phát này. Và là cái Hòa Phát này có hình có ba cái ngọn núi. Ba cái chóp này. Đây, đây thì này là cái thép của thằng Việt Nhật này. Thì lại có cái bông mai CB40 phi 14. Đó thì từng cái loại thép này thì nó sẽ có từng cái ký hiệu. Đây. Đây là thằng bông này các bạn. Đây. Povina thì nó có hình cái trái táo. Trái táo nó gạch một cái. Thì cái này này. Đây là P20 này. P20. Povina này nó sẽ có hình trái táo nhưng mà mình... Thì cái này cũng đều là thép mình gạch hết. Đó thì đây này. Đây. Đây là P10 hình bông mai này. Hình bông mai này, P10. Thép này là thép của Việt Nhật, nó hình bông mai. Ở đây nó bán rất là nhiều các loại thép. Thì ở thông thường thì đối với công trình xây dựng thì người ta hay quen với hai cái loại thép, nó là loại thép Vina Kingway là thép Việt Nhật. Cái loại thứ hai là loại thép Povina. Ngoài ra ở đây nó còn nhiều các loại thép khác như là thép Hòa Phát. Thì tất cả các loại thép này thì nó cái chất lượng nó đều giống nhau. Đó. Thì do cái thép Việt Nhật là cái thép mà người ta quen gọi và người ta biết đến rồi, nên là khách hàng hay yêu cầu sử dụng thép Việt Nhật. Bởi vì cái ưu điểm của thép Việt Nhật ấy, nó sẽ mềm hơn các loại thép khác.
hàm lượng carbon nó ít hơn, thì người công nhân người ta dễ bẻ hơn, nên là người ta dùng nhiều hơn các loại thép khác. Còn về chất lượng thì nó đều ngang nhau, bởi vì đối với các cái công trình lớn ấy, thì người ta trước khi người ta đưa cái thép vô ấy, thì người ta còn phải phụ thuộc vào cái cường độ của sắt, của thép, thì người ta phải khéo ném để nó đạt cái cường độ, nên là cái nhãn hiệu của các loại thép nó không quan trọng bằng cái khi người ta đã nén uốn để nó có được cái chất lượng và cường độ của loại sắt đấy, thì người ta sẽ chọn cái loại sắt thép đấy cho nó phù hợp với cái kết cấu của cái công trình. Thì đây là cái loại thép cây này, người ta trong cái đại lý này người ta đang uốn lại. Cái mục đích là người ta uốn này là để người ta chở bằng các cái loại xe nhỏ, chở vào các cái đường hẻm á, các cái đường nhỏ. Bởi vì cái chiều dài của một cái cây sắt gân này á, chiều dài của nó là 1m7, thì người ta phải chở bằng một cái container lận. Thì khi mà về đây chở chở vô các cái hẻm nhỏ thì người ta phải dùng cái máy người ta uốn nó tròn nó lại, để nó cái chiều dài 1m7 nó uốn lại chỉ còn khoảng là hơn 5m thôi, thì người ta sẽ chở vô các cái hẻm nhỏ một cách dễ dàng hơn. Thì cho các bạn đây là cái máy mà nó bẻ thép bao, cái máy bẻ tự động. Thép bao chứ bẻ cái thép tròn chứ bẻ cái quặng ra là máy thì nó bẻ thép bao. Thì với từng cái loại mà mình đặt ấy, thì ở cái chỗ xưởng này ấy, người ta sẽ gia công cho đúng cái kích cỡ của cái thép đai mà mình đặt, các cái thép dầm mà mình đặt á, cái kích cỡ thước dầm thiết kế bao nhiêu, mình đặt cái đai đúng như người ta sẽ chạy ra các cái lò này rồi người ta sẽ bó lại. Các bạn sẽ nhìn cho một vòng xung quanh, cho các bạn nhìn một vòng. Nữa đó là cái kẽm này là kẽm bô. Cái kẽm bô này á là dùng để mình buộc lại, mình nối liên kết các cái thép đai với cả cái thép các cái thép cột này, thép đai với thép dầm, rồi các cái thép sàn lại với nhau. Đây này, thì cái này thì thường người ta sẽ cắt ra thành các cái đoạn, thì người ta sẽ dùng cái bô, người ta sẽ bô lại. Cái thép này cái đặc điểm của nó là rất là mềm và dai, nên là người ta dùng chủ yếu là cho nối buộc. Thì các bạn thì ở đây cái đại lý cấp 1 bán sắt này, bán thép này ấy, nó rất là nhiều các loại thép. Thì các loại thép thì được người ta đính ở đây này, để cho mình dễ phân biệt. Ở đây cái thép này là thép Hà Phát này, các bạn thấy không? Thì cái này nó đều được đóng tem vào ở đây, và ở đây nó có được cái số ký của nó luôn các bạn. Đấy là các bạn mua, đây nó có đóng số ký này. Đây là 2725 ký này. Đây nó được đóng sẵn này. Đây. Cái bó này là bó phi 10 này, các bạn, người ta ghi là D10 này. Đường kính thép này, chiều dài thép là 11,7 này. Đó. Đây là mác thép là GR40 này. Đây cái mác thép này là những người mà trong chuyên ngành xây dựng người ta biết là mác bao nhiêu này. Rồi. Cái là lô thép là cái lô xuất xưởng của nó này. Rồi đây là số cây này, số cây thép này, số cây thép này là 440 cây này, đó. Còn cái ngày sản xuất là ngày 17 tháng 11 năm 2019 này, đó. K là 2A này, còn đây là khối lượng, cân là 2725 kg này, đó. Thép Hà Phát, dây chuyền công nghệ của Italia, đó. Thì những cái chỗ mà làm ăn nó bài bản là người ta đều có những cái chỗ lô, số xuất xưởng của các cái loại thép đó. Thì khi mình mua thép ở các cái đại lý cấp 1 này cũng thế, thì các cái số ký thép thì người ta cân trực tiếp ở đây và người ta sẽ đóng cái tem đấy, người ta sẽ chở cái công trình. Thì mình mua ở những chỗ này thì mình sẽ không bị cái tình trạng mà bị mất thép và bị thiếu ký. Đó. Các cái lô mà khi mà xuất ra đấy nó đều có cái tem, thì các bạn nhìn thấy các cái tem nó tương tự tự như cái lúc nãy này, tiêu chuẩn Việt Nam này, mác thép là CB 240 tấn này, 240 t này, thép cuộn này, pi 8 này, khối lượng là 1,3 tấn này, đấy, số lô này 2003 này, ngày sản xuất là 2/3/2020 này, đó, thành phần là đây này, rồi thì tất cả nó đều có cái mác này,
nó đều có cái mép tròn. Rồi vừa nãy là mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà kiểm tra các cái loại thép, thì mỗi cái loại thép thì ở trên cái cây thép nó đều ghi các cái ký hiệu hoặc là ghi các cái nhãn của các cái loại thép trên đấy, thì mình kiểm tra rất là dễ. Đó thì tùy vào cái sở thích của mỗi người thì mình sẽ chọn cái loại thép mà mình thích và nó phù hợp với cái kết cấu cũng như là cái chất lượng công trình của mình. Dạ, thì ở đây ở trong cái bảng giá này á, thì mình đang có là bảng giá của hai loại thép. Thì hiện tại của năm 2020 thì cái loại giá thép Việt Nhật, thép ký là từ phi 6 tới phi 8, nó đang là 14.000 một ký. Thép Mobina là 13.800, thì đang chênh nhau khoảng 200 đồng một ký. Thì thông thường cái loại sắt này thì trong chênh nhau 200 đồng nó không đáng kể, nó chỉ phụ thuộc vào cái sở thích của khách hàng thôi. Về cái cường độ và cái độ chịu lực nó đều giống nhau. Đó, tiếp tục là thép phi 10 là nó dài 11,7 này, là nó 106.000 một cây. Còn cái này 104.000 một cây, là chênh nhau khoảng 2.000 đồng một cây. Đó, thép phi 12 này 159.000 đối với thép Việt Nhật và 158.000 đối với thép Pomina, thì đang chênh nhau là 1.000 đồng một cây. Rồi đối với thép phi 16 là 11,7 là 280.000 một cây, cái này là 278. Thì nó thường là các loại thép này nó chênh nhau không có quá lớn, nó chênh nhau từ khoảng là 5.000 đổ lại. Đó, nó không có chênh nhau quá lớn, nên là tùy thuộc vào cái sở thích của chủ nhà, mình sẽ chọn là cái loại thép nó phù hợp, hoặc là những cái đơn vị mà cung cấp vật tư nó ở gần cái công trình của mình, mà cái vấn đề mà giao thông nó thuận lợi thì mình sẽ chọn cái loại thép nó phù hợp. Nên là khách hàng hãy yên tâm về cái chất lượng của loại thép và cái giá cả nó không chênh nhau nó quá nhiều. Chào các bạn đã quan tâm và đi kiểm tra thép cùng với mình. Thì các bạn nếu mà có cái thắc mắc gì về các cái loại vật tư mà mình đã chia sẻ trên video thì hãy comment ở bên dưới, hoặc là hãy gọi điện trực tiếp cho mình để mình tư vấn cho các bạn một cách tốt nhất. Chào các bạn.